đây là con Bove 30 các bác nhá. Đây em đang bán cho một khách ở tỉnh xa nên em sẽ làm một clip để hướng dẫn test và hướng dẫn setup con này luôn. Em sẽ kết nối từ TV này qua dây quang nhé. Đây vào dây quang vào cổng TV này. Tiếng Nhật em phải đánh dấu tiếng Việt này. TV này. Còn AUX em sẽ cắm một cái Bluetooth xuất quang. Đây, cục Bluetooth này. Đấy, cục Bluetooth này, đang bị cấp nguồn em phải cắm từ xa. Đấy. Thì đang cắm cổng. Đây đang test qua TV nhá. Thì màn hình nó hiện ra TV này. Bây giờ sẽ test qua AUX này là cổng Bluetooth này, AUX này. Đấy. Tăng volume. TV thì mình ấn về TV thôi này. TV thì về TV. Đấy, TV đang phát đây. Bây giờ là sẽ cách kết nối nhá. Đầu tiên ấy là cái cục nguồn này điện 100V này, cắm vào 100V này, cắm vào ổ áp này. Xong nó sẽ cấp nguồn vào cái lỗ đây này. Sau cái đầu này nó cấp vào cái lỗ này, DC đây. Đấy, dây nguồn đây này. Và ngay dưới dây nguồn nhá, ở đây nó có 3 lỗ thì các bác phải chú ý nhá. Cái lỗ dưới này, không phải lỗ này đâu nhá. Bowling này không tính nhá, lỗ này này. Sẽ cắm cái dây này ấy vào cục xúc. Này, cục xúc nó có cái media center đây này. Đây, dây này nó đi vào đây này. Đấy, đây là dây kết nối xúc và đầu. Ở ngay dưới cổng nguồn này. Rồi, sau hai dây nhá. Dây quang cho vào Bluetooth thì ta sẽ cắm vào AUX. Dây quang từ TV xuống ta sẽ cắm vào TV. Đây có một dây nữa ở cái cổng này này. Thì nó chính là cái hộp điều khiển này. Đây, cục này. Cục này có một cái dây. Thì cái dây sẽ cắm vào cái lỗ chỗ này này. Đây. Đấy. Ngay dưới chữ bâu đây. Chỗ này. Cái HDMI này là HDMI out lên TV. Cái này là in này. Nhưng mà riêng cổng này là cổng out lên TV này. Mục đích là out này lên ấy là để tí là mình có thể cài đặt bát tép ở trên con này được mà phải nhìn qua màn hình TV. Tí nữa em sẽ nói tiếp. Đây. Còn mấy cổng này mình có thể bỏ là truyền hình cáp hay là đầu chơi game hay là đầu phát phim gì đấy vào đây mà mình dùng. Còn rất nhiều cổng ở đây nữa. Còn nếu cổng quang là chúng ta cứ cho vào đây thôi. Đây rất nhiều cổng quang ở đây luôn. Đấy con này xong nhá. Con này chỉ có dây nguồn này, dây tín hiệu từ xúc này. Có hai dây quang, một dây cho Bluetooth và một dây cho TV này. Một dây cho cái cục điều khiển này này. Và HDMI out lên TV để xuất hình lên. Những lúc mình chỉnh mát tép mình bắt buộc phải nhìn màn hình TV thì nó nhiều thông số. Đấy, xong con đầu này. Đến cục xúc này. Cục xúc thì chỉ quan tâm là đây dây nguồn điện 100V này. Cắm vào 100V luôn này. Xúc này thì 100 đến 120V đều ok hết. Rồi, về phần dây loa này, phải quan trọng nhất là cái phần này và đặt đúng vị trí của loa. Ở trên mỗi cái rắc loa này nó đều có ký hiệu rồi. Loa phải này, loa center này, loa trái này. Dưới này là loa surround này. Phía sau này. Loa surround phía sau này. Đấy. Bên sau bên phải và bên sau bên trái. Và nó sẽ đúng màu luôn. Thì chúng ta cắm dây nào thì chúng ta phải đặt loa đúng vị trí đấy. Đặt đúng như này luôn đấy. Trước mặt center này. Mình ví dụ mình ngồi đây nhá. Thì đây loa center nằm ở giữa này. Loa phải này. Loa trái này. Surround này. Cắm đúng và đặt đúng vị trí. Đặt sai thì nghe không hay. Đấy, cục xúc nó chỉ có mỗi thế thôi. 5 dây tín hiệu cho 5 loa. Cái dây tín hiệu vào cái đầu này. Và một dây nguồn 100 đến 120V, thế là xong, không còn gì nữa. Đấy, ở loa thì cắm loa xong đặt cắm cái dây vào đặt vào đúng vị trí thôi. Bây giờ chúng ta đã kết nối xong nhé. Về cái trùng trên điều khiển. Điều khiển thì thực ra chỉ quan tâm là thứ nhất là input này. TV và AUX này nằm đây này. AUX là cho Bluetooth và TV là cho TV. Volume nó sẽ nằm ở nút này. Này, volume đây. Đấy. Nó có hai nút rất là quan trọng. Đây là nút exit này. Đây là nút setting này. Và một cái nút MM này nữa. Đây là nút setup này. Em đã ghi vào đây này. Cái nút setting này ấy là chỉnh trực tiếp đây luôn. Đấy, ví dụ chúng ta nếu mà xem phim nhé, chúng ta sẽ để 5 video. Còn chúng ta mà nghe nhạc, chúng ta sẽ để 5 audio. Nó sạch tiếng hơn. Đấy, sau khi chỉnh trong mình xuống dưới. Surround mình có thể tăng lên một tí cho nó hay, cho nó kêu to hơn. Center loa ở giữa mình có thể tăng giảm để mình nghe tiếng nó to hơn. Muốn tăng thì enter vào. Đấy, về không là
là cân bằng. Bình thường center em sẽ hay tăng lên một chút. Rồi. Cái này thì hầu như không dùng đến thôi. Okay lắm. Xong mình trong trường hợp mình exit ở đây này. Đấy là ok. Rồi, cái này là chỉnh đơn giản nhá. Bây giờ mình có chế độ này, setting này. Nó có rất nhiều chế độ ở chỗ speaker này. Đây là 5 audio. Đây là 5 video. Đây là nghe 3 loa, 3 loa trước mặt, 2 loa surround nó sẽ tắt đi. Và đây là nghe 2 loa stereo. Nó sẽ nghe 2 loa nhỏ này và bỏ cái loa dưới luôn, tắt hết toàn bộ. Chỉ nghe đúng 2 loa này thôi. Còn nếu mà nghe 3 loa ấy thì là có cả center. Còn đây là nghe cả 5 loa mà chế độ chiếu phim và 5 loa chế độ nghe nhạc. Vì chúng ta bố trí thường thường sẽ để 5 audio này. Xong nhá, exit thoát ra. Rồi bây giờ muốn chỉnh bát tép. Muốn chỉnh bát tép thì đầu tiên là phải xem cái dây HDMI này cắm vào TV ấy, cổng nào. À, đầu tiên em chuyển sang nhá. Nguồn này. À, em đã cắm vào cổng HDMI 4. Em chuyển về 4. Đấy. Đây mình đang chỉnh đây thì trên màn hình nó cũng hiện lên trên này giống nhau rồi mình nhìn này. Đấy. Nhưng mà cái này thì nó có màn hình này hiện đấy thì không cần TV mình chỉnh được. Nhưng mà riêng cái thằng setup kia nó khác. Để exit thoát ra nhá. Thì TV cũng mất luôn này. Rồi ok. Bây giờ muốn chỉnh bát tép nhá thì chúng ta phải ấn vào nút này này. Đây nút này. Ấn vào. Thì trên này nó không hiện gì nữa mà nó chỉ hiện là CTV. Tức là chúng ta phải nhìn đến TV. Đấy lúc cái TV nó mới hiện ra tại vì nó quá nhiều thông số. Rồi. Bây giờ chúng ta nhá muốn dùng nút lên xuống để chọn nhá. Đây, xuống này. Đấy, muốn chỉnh bass này. Ấn Enter vào. Chúng ta có thể chỉnh lên rất chi là cao. Nó lên đến 9 cơ. Thì bình thường bass em chỉ để loanh quanh từ... Đây là không được cân bằng này. Thì tăng lên tầm 2 gì đấy. Tùy vào phòng mà tùy vào sở thích của từng người thì mọi người sẽ tăng theo ý của mình. Đây là chỉnh tép. Tăng lên 2 cũng được, tùy. À, cái này là nó sẽ tăng tín hiệu đầu vào một chút. Bình thường nó sẽ mặc định ở normal. Còn bình thường em đang hơi tăng lên một chút. Đẩy tín hiệu vào nó to tí. Ví dụ tín hiệu TV digital chẳng hạn ấy, thì nó sẽ xuất ra hơi bé. Thì mình có thể nâng lên một chút 3. Cũng không nên nâng 6 đâu, nâng tầm 3 là vừa. Nâng nhiều quá thì dễ bị rè tiếng vì tín hiệu nó đẩy lên cao quá. Đấy, chỉnh như thế này. Và chủ yếu quan tâm nhất phần này là chỉnh bát tép thôi. Đây, bát đây và tép đây, thế thôi. Còn các cái mục khác thì không có gì mấy. Mấy cái mục này không có gì. Mấy cái hiển thị màn hình độ sáng thôi. Độ sáng màn hình tăng hết cỡ. Tiếng Anh Corsia. Cái cổng Corsia mình có thể gán được. Những cái cổng này hầu như không dùng đến. Rồi ok. Đấy chủ yếu chúng ta nhìn này. Ba tép thôi. Đấy, nó rất nhiều input, phải tăng lên 3. CBL audio. Đấy. Trong khi chỉnh xong thì mình nhấn exit thoát ra thôi, exit đây. Đấy, mình là về bình thường. Lúc ấy mình sẽ nghe nhạc được, AUX chẳng hạn. Rồi, ok. Đấy, các bạn hình dung nhá, muốn chỉnh mấy loa thế nào ở setting này. Exit đây. Muốn chỉnh bát tép thì ấn vào nút setup này và nhìn lên màn hình, cắm dây HDMI vào. Đấy, xong rồi. Đấy, tạm thời như thế là sơ bộ cách dùng con này nó ok hết rồi.